Thực ra thì tôi cũng không bất ngờ đấu pháp của Hoàng Anh Gia Lai, thì tôi cũng đã dặn các học trò của tôi rồi là Hoàng Anh Gia Lai họ có tiền đạo rất khác, tiền đạo rất là nhanh. Kể cả là họ bảo là chúng tôi đang kiểm soát bóng nhiều, nhưng mà thật ra là khi mà Hoàng Anh Gia Lai họ kiểm soát bóng, họ chơi phản công cái đấy thì là đội chúng tôi đã biết được cái đấy rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là thật sự ra là các bạn vẫn có những cái gì nó chưa hiểu được cái đấu pháp của tôi lắm. Thì khi nó phân công những nhiệm vụ đặc biệt là cái vị trí mà vị trí của bên trái của chúng tôi nó để cảnh sát ở vị trí của Văn Toàn rất là nhiều. Và hôm nay hầu như những cái bàn thua của chúng tôi là xuất phát ở bên cánh phải của đội Gia Lai. Thì nhưng mà quan trọng là cái vị trí mà mỗi khi là của Thiết thi đấu, nhưng mà Thiết hôm nay bạn ấy có bị cái vấn đề về thể lực cũng như chấn thương của chúng tôi, để cho các bạn Bình cầu thủ trẻ thi đấu. Còn nhưng mà tôi cảm giác như đây cậu tao trận đấu này hôm nay hơi bị khớp, có thể là cũng chưa bắt kịp nhịp với cả ba vị trí ở trong hàng phòng ngự của chúng tôi. Mời câu hỏi tiếp theo. Trận thua này có ảnh hưởng gì đến tham vọng của chức vô địch của đội bóng không ạ? Vì tôi thấy các cầu thủ Việt Theo dường như là sau khi thua từ bảng thứ hai mà tinh thần họ xuống rất nhiều, cũng lo ngại về tinh thần. Tôi không lo ngại về cái tinh thần. Quan trọng nhất là sau mỗi trận thua thì chúng tôi phải nhìn nhận ra những cái gì chúng tôi chưa làm được trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu mà để mà một trận đấu mà thua ngày hôm nay mà tinh thần chúng tôi mất đi thì chúng tôi lại mất luôn cả những tinh thần của những trận đấu tiếp theo. Quan trọng nhất là bây giờ chúng tôi chỉ có động viên nhau. Vì một trận đấu thua thì chúng ta nhìn ra những cái gì mà chúng ta chưa làm được để chúng ta không để nó mắc phải trong những trận đấu tiếp theo. Còn nếu mà bây giờ mà trận đấu mà thua rồi mà tinh thần càng suy sụp thì tôi nghĩ là những trận đấu sau thì rất là khó. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi chỉ muốn là để động viên các cầu thủ hãy quên nhanh chóng, quên những trận thua này và chúng ta phải suy nghĩ tiếp những trận đấu tiếp theo. Nhiều người đề cử Hoàng Đức lên thay vị trí của Hùng Dũng tại đội tuyển quốc gia thì ông đánh giá như thế nào? Theo tôi nghĩ thì mỗi một huấn luyện viên có một cách chọn con người nó khác nhau. Thì Hoàng Đức thì cũng đang là những thành viên của đội tuyển rồi. Thì tôi nghĩ cái này thì đấy là quyền của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Nhưng mà với Hùng Dũng mà vừa trận đấu vừa rồi mà thi đấu bị chấn thương, đấy là cái điều rất là đáng tiếc cho cá nhân Hùng Dũng. Tôi nghĩ cũng như là bóng đá Việt Nam. Nhưng mà Hoàng Đức thì tôi nghĩ cũng có khả năng để thay thế được cái vị trí của Hùng Dũng, mà không phải Hoàng Đức còn nhiều, cũng không thể nhiều các cầu thủ khác. Một câu ở cuối ạ. Nếu như không có câu hỏi nào khác thì... Trong các cái tình đoàn chiến thuật của ông từ đầu trận, thì ông có tình hình khả năng là Việt Theo sẽ dẫn 3 bàn? Tôi không nghĩ dẫn đến 3 bàn, nhưng có thể thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng có thể bị thủng lưới. Vì thật sự ra tôi cũng đã căn dặn các học trò là đội Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng của họ chơi phản công rất là nguy hiểm, đặc biệt là có những tiền đạo rất là nhanh. Đấy, thì tôi nghĩ là trong trận đấu thì không khó thì có thể mắc được phải cái sai sót, mà tôi nghĩ mà đấy để thua đến 2 bàn thì nói chung là mà cái gần đến cái phút cuối rồi thì để đối phương họ ghi thêm một bàn nữa thì tôi nghĩ đấy là cái tầm vẫn phải tập trung, tại vì nếu mà chúng ta vẫn cần để thua một trận đấu mà để thua một tỷ số đậm là quá thì nó không nên trong bóng đá. Theo anh thì cái tình huống công phượng có xuân thì có phải là bước mặt trận đấu không? Tôi nghĩ không phải, tại vì tôi cũng đã sẵn chuẩn bị cho các bạn ấy là công việc có thể là thi đấu ngay từ đầu, chứ không phải là để công phượng vào để bước mặt trận đấu. Nhưng mà như cái tình huống bóng đấy thì thật sự ra thì hàng phòng ngự của chúng tôi chưa áp sát được để cho công phượng có quá nhiều cái khoảng trống để dứt điểm. Mà có cái dứt điểm của bóng đấy thứ nhất là cũng rất là đẹp, cái thứ hai là hầu như hàng bảo vệ đã hầu như là che mắt ở vị trí thủ môn, là thủ môn chúng tôi cũng không thể nào phản đoán được cái tình huống đấy. Anh Hoàng ngày xưa có đấu với anh Tiên Tri Sắc thời còn là cầu thủ trong áo đội tuyển nhiều không, là bây giờ khi mà gặp nhau trong vai trò huấn luyện viên tại Mỹ Đức thì thấy nhiều hơn? Thì tôi cũng đã nói rồi, thì thật sự ra thì hồi xưa thì chúng tôi thi đấu với nhau được là hai đối thủ, nhưng mà khi bây giờ thì Kia Sắc là huấn luyện viên, mà thật sự như các bạn cũng đã biết, Kia Thị Sắc đã nắm đội tuyển Thái Lan và làm có một thành công rất là tốt. Thì tôi nghĩ đây là một huấn luyện viên cầu thủ thì họ cũng đã rất là thông minh rồi. Cái thứ hai nữa, khi họ làm huấn luyện viên, họ có cái thành công của đội tuyển quốc gia của Thái Lan trong một quãng thời gian rồi, bây giờ họ nắm câu lạc bộ Gia Lai thì hầu như Kia Thị Sắc cũng rất là hiểu bóng đá Việt Nam. Cho nên cái đấy là tôi nghĩ đây là một huấn luyện viên coi như là rất là tốt cho Hoàng Anh Gia Lai. Vâng, xin được kết thúc phần họp báo sau trận đấu tại đây.